Xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Hôm trước là em có đăng trên kênh của em một cái video, đó là chúng ta sẽ nhận một cái máy đào từ cái sang VN Smart. Đồng VNC này là cái đồng coin của cái sang VN Smart. Để em cho các anh chị xem cái giá hiện tại của nó này. Đây, cái giá hiện tại của nó rất là cao. Hôm qua em xem là 0.76 hay là 0.79 gì lận. Nhưng mà hiện tại nó đang giảm còn 0.72. Em thường hay nói với các anh chị là con sang thì chúng ta hãy tranh thủ nhận, không được bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Hiện tại thì cái sang này nó cho chúng ta thực hiện airdrop để nhận một cái tầm cái đồng VNC này, tương đương với 70, nói chung là 70 mấy đô, nhưng mà chúng ta cho là 70 đô đi, vì giá nó hay lên xuống nữa. Em xin các anh chị một cái thời gian để nhắc lại cái cơ chế khai thác của cái sang VN Smart này. Lúc trước cả anh chị nhận cái máy đào này, cả anh chị vào khai thác mỏ, cả anh chị nhận máy đào, cả anh chị nhận máy đào thì cả anh chị lưu ý là cơ chế hoạt động của cái máy đào này là cứ 23 giờ đêm á, là cả anh chị quay trở lại và cả anh chị click một lần. Nếu mà chẳng may cả anh chị ngủ quên thì cả anh chị sáng mai cả anh chị phải vào click để cho nó tiếp tục đào, còn nếu mà cả anh chị không click thì nó sẽ ngủ đông, chứ nó không tự động đào đâu. Các anh chị quay trở lại. Cái vấn đề chính của ngày hôm nay đó là chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ jackpot để nhận 100 cái đồng VNC này. Đầu tiên các anh chị click vào cái đường link bên dưới phần mô tả, nó sẽ đưa các anh chị đến giao diện jackpot như thế này. Tiếp đến các anh chị nhấn vào xem message. Các anh chị chọn cái Telegram của các anh chị. Các anh chị nhấn vào Start để bắt đầu. Các anh chị giải mã cấp cha EKFO3P. Các anh chị nhấn Enter. Các anh chị nhấn vào Join Airdrop. Các anh chị thấy này, người ta nói là người ta số lượng người tham gia sẽ nhận được 100 cái đồng VNC này, và tổng số người thắng đó là 10.000 người. Một rep mà các anh chị tuyển sẽ được 10 VNC, tổng là 4.000 VNC. Giờ các anh chị phải thực hiện các cái nhiệm vụ này. Follow kênh Twitter của dự án. Join vào cái nhóm Telegram của VSMark này. Và join vào cái kênh channel của họ. Tiếp đến là các anh chị gửi cái bị BSC cho người ta thôi. Rồi bây giờ chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ đầu tiên, đó là follow cái kênh Twitter. Các anh chị click vào. Các anh chị nhấn vào theo dõi. Các anh chị kéo xuống. Các anh chị thấy cái tích đã ghi ở đây này. Các anh chị nhấn vào thả tim. Các anh chị nhấn vào tích lại. Các anh chị nhấn vào trích dẫn tích. Tại đây các anh chị viết một câu gì đó. Good project. Các anh chị tag vào ba người bạn. Hôm trước thì có anh chị hỏi em là anh chị có bạn bè thì sao tag. Nhưng mà ở đây các anh chị không cần phải là có bạn bè đâu. Các anh chị tạo một cái tên bất kỳ thì nó sẽ ra rất là nhiều người ở với cái tên đấy. Các anh chị nhấn vào tích lại. Các anh chị quay trở lại. Cái nhiệm vụ thứ hai đó là người ta kêu chúng ta là đăng vào cái kênh Telegram. Rồi, các anh chị click vào và các anh chị nhấn vào Join. Để chắc ăn thì các anh chị ghi một câu đó là hai. Các anh chị quay trở lại.
Tiếp theo các anh chị thực hiện cái nhiệm vụ thứ ba, các anh chị click vào lên trên luôn. Các anh chị cũng nhấn vào join để tham gia. Nào. Thật thì các anh chị thả tím like, anh chị quay trở lại. Nếu mà các anh chị bị mất cái chữ submit đi theo thì các anh chị nhấn vào cái ô hình tròn hình vuông có bốn cái dấu chấm tròn ở đây này. Đấy. Các anh chị nhấn vào submit detail. Lúc này chúng ta đã follow cái Twitter rồi. Bây giờ các anh chị vào lấy cái link Twitter của các anh chị gửi cho người ta. Để lấy cái link Twitter này thì các anh chị vào cái app Twitter. Các anh chị click vào cái hình đại diện ở bên góc trái màn hình. Các anh chị vào chữ hồ sơ. Các anh chị click vào nút ba chấm ở bên góc phải màn hình. Các anh chị click vào chữ chia sẻ. Các anh chị sao chép kì. Đây. Xong các anh chị quay trở lại. Các anh chị giảm vào đây. Các anh chị gửi đi. Tiếp đến các anh chị join vào cái kênh VN Smart. Lúc này chúng ta đã join rồi, nhưng bây giờ chúng ta muốn chặn ăn thì các anh chị kiểm tra lại. Đây, chúng ta đã join rồi. Người ta kêu chúng ta submit cái ID Telegram hoặc là cái chữ mới có A công ấy, với cái A công ấy. Các anh chị vào cái nhóm Telegram này. Để lấy thì các anh chị quay trở lại này. Các anh chị vào ba gạch. Các anh chị vào setting. Tài khoản của chúng ta đó là Tùng Văn 0101. Các anh chị sao chép cái tên đấy. Các anh chị sao chép cái tên này. Các anh chị quay trở lại. Các anh chị gọi chữ A công. Các anh chị dán cái tên đấy vào. Các anh chị gửi đi. Tiếp đến. Các anh chị click vào. Vì các anh chị tham gia cùng một cái Telegram nên các anh chị gọi lại cái tên Telegram để cho em. Các anh chị gửi đi. Bây giờ chúng ta lấy cái địa chỉ BEP 20 này để gửi vào đây. Cái đi trước khi lấy cái địa chỉ vị BEP 20 này thì em sẽ hướng dẫn các anh chị lấy cái contract để dán vào. Để lấy cái contract thì các anh chị click quay trở lại. Các anh chị nhìn thấy cho em là cái có cái dòng VN Smart Airdrop đây này. Đây, đây là cái contract của cái đồng VNC này. Hoặc là em sẽ để ở dưới phần mô tả cho các anh chị. Các anh chị khỏi vào đây cũng được, các anh chị chỉ cần copy ghi ở dưới phần mô tả thôi. Các anh chị sao chép. Các anh chị quay trở lại. Các anh chị mở vị trái wallet lên. Để thêm contract vào thì các anh chị click vào hình hai chấm tròn ở bên góc phải màn hình. Các anh chị click vào. Các anh tại cái ô tìm kiếm các anh chị dán cái contract vừa cả, copy vào. Các anh chị nhấn vào từ thêm các đồng tiền mã hóa. Tại cái ô mạng lưới này các anh chị đổi sang thành Smart Chain. Tại cái ô địa chỉ hợp đồng các anh chị dán cái contract vừa copy vào. Nó sẽ tự động xuất hiện tên và ký hiệu số thuộc phân của cái đồng VNC này. Tiếp đến các anh chị nhấn vào làm xong. Các anh chị click vào nhận. Các anh chị sao chép cái địa chỉ này. Các anh chị quay trở lại. Các anh chị dán cái địa, các anh chị dán cái địa chỉ vừa copy đấy vào. Các anh chị gửi đi. Rồi. Chúng ta đã hoàn thành cái chương trình này, kết thúc là ngày 30 tháng 5 thì nó sẽ trả thưởng về sau 3 ngày, tức là khi cái sự kiện airdrop này kết thúc thì sau 3 ngày thì nó sẽ trả thưởng về. Để xem cái vị của các anh chị có đã nhận được 100.000 đồng VNC này chưa thì các anh chị click vào 3 lần. Rồi, đây 100.000 đồng VNC đã có trong vị của các anh chị. Sau ngày đó thì nó sẽ sau ngày 30 thì nó sẽ tự chuyển về vị cho các anh chị. Để lấy link đi giới thiệu bạn bè thì các anh chị click referral link này. Rồi. Mỗi bạn bè đăng ký
dễ link của các anh chị thì các anh chị sẽ nhận được 10 kỳ đồng VNC này. Để cho dự án từ tải về vị cho các anh chị thì các anh chị phải nhận vào cái chữ withdraw. Còn các anh chị phải nhận vào cái chữ withdraw này trước khi ký chương trình airdrop này kết thúc. Nếu mà các anh chị nhận sau thì nó sẽ không trả cho các anh chị đâu. Bây giờ các anh chị nhận vào chữ withdraw. Đấy. Rồi. Coi như các anh chị đã hoàn thành xong cái chương trình airdrop này. Em cũng xin kết thúc cái video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở video sau.